Vâng, tiếp tục trận thi đấu liên tiếp thứ hai, bên phía đội bạn có một Seng. Đội bạn là Seng Kata, trong khi đó thì đây là Babylon của Chip Boy và ông Nhổn là người cầm Greg. Baby Greg đối đầu với Seng Kata. Vâng, một kèo hơi khoai nhưng vẫn đánh được. Vẫn có một cung một chém và đội bạn cũng là chém tù rồi. Để mình chém Greg thì đối phương cũng là chém Kata. Không hơn nhau nhiều, có hơn thì hơn ở cái chất quân, khi mà Kata là quân có lạc đà khác hơn người chém rồi. Còn Seng thì bá đạo so với ba loại quân trên bản đồ. Vâng, rất xích xác của cái cổ sư tử. Bài là chưa có đồ ăn dành cho Greg của ông Nhổn, mới chỉ là một bầy hiêu thôi. Bầy hiêu đầu. Vâng, giải ré ra một chút, chẳng may con sư tử kia lại đuổi nữa thì tù. Màn hình máy của Chip Boy 20/24, có quả phụ một bài. Vâng, thế là có để có thể đánh được cung. Nhột sẽ làm bài đánh có tới 3 bầy hiêu. Chip Boy thì cũng đang phải đi ăn hơi xa, khi mà nhiều bãi hiêu giữa hai nhà trông nhột. Bài không phải là vâng không đẹp, cái thế bình thường. 26 dân dành cho game thủ Chip Boy, bắt buộc phải đánh nhiều dân. Biết đâu đó thời điểm đầu đối phương chém không tốt, cũng như cái việc giữ những Chip Boy giữ được mạng khỏe lúc đầu. Vâng, khả năng chỉ vâng chỉ đồ ăn của Chip Boy cũng là rất tốt. Con hiêu vâng nhìn bằng mắt cũng là còn khó nhìn. Chip Boy còn chỉ được trúng cái con hiêu đó để có thể ăn. Vâng, cố gắng đá lốt con hiêu này về. Khó chịu. BBBM sẽ ở hai khe. All
Sẽ vẫn kích đời trong 10 với 26 dân của ngân thủ Chip Boy. Mùa 1 hưng nhổn thằng người lên đời rất muộn. Bài xấu. Đồ lùa về thì không có. Đồ ăn thì xa. Vâng, kích đời là 11 rưỡi. Rất muộn so với bản đồ. Chip Boy thì đang cố gắng ra ruộng. 78 cái ruộng rồi. Vâng, tôi vừa nhìn con giò chạy qua thì phải. Có phải không? Vâng, màu 4. Đây là Catherian của Tý. Bảy cái ruộng rồi. Đủ để cho Chip Boy có thể sóc được 4 nhà về à. Con giò của mùa 4 đang chọc sang nhà hưng nhồn. Sang đã nhảy được 3 xong. Và Chip Boy thì cũng như vậy. Mình máy của Gali 27 đang chọc vào nhà Sang một chút. Vâng, một sóc, một cố gắng đóng ra một nhà y và vâng, bánh xe. Cố gắng sao giữ mạng trước đã. Thông tin Chip Boy báo về là màu 4 sẽ đưa những con lạc đà sang bên này. Tơn là cả đầu hai con và chéo luôn. Không, trên các bạn tơn thứ hai vẫn là chéo cánh đến từ game thủ Tý. Rất khó. Đánh kiểu lên đời muộn và bị hai nhà đánh thời điểm đầu khiến Gunny gặp vâng rất khó chịu. Fit sớm. Vâng, Katha của Tý còn thừa hàn voi nhà chính không ăn. Ba voi thì đúng hơn. Bài khủng khiếp thật.